với ảo vọng về một đòn đánh đảo ngược thế cờ, cũng như giải tỏa sức ép cho các chiến trường khác. Quốc trưởng Đức Quốc xã tin rằng việc ném bom Mỹ, đặc biệt là New York, là một ý tưởng đúng đắn và là niềm hy vọng gần như cuối cùng cho quân đội phát xít. Trước tình hình đó, Hitler và không quân Đức Quốc xã đã yêu cầu xem xét nghiên cứu một loại máy bay tầm xa có thể hoạt động ở phạm vi 11.000 km và mang được tải trọng khoảng 4.000 kg bom. Một phạm vi hoàn hảo từ Berlin tới New York mà không cần phải tiếp nhiên liệu. Nó nhằm mục đích duy nhất là ngăn cản sự tham gia cũng như đè bẹp ý chí của Mỹ trong cuộc chiến bằng cách vận chuyển bom đến các thành phố và nhà máy của xứ sở Cờ Hoa qua các con đường xuyên Đại Tây Dương. Và từ đó, chiếc máy bay Hotten H-18 đã ra đời. Chiếc máy bay này được đánh giá là siêu phẩm sinh ra để xóa sổ nước Mỹ. Ngày hôm nay, hãy cùng Khám phá quân sự tìm hiểu về dòng máy bay này. Này dẫn đến việc hai anh em đã phát triển sản phẩm thử nghiệm là mẫu HO-229 hiện có bằng cách đơn giản là mở rộng kích thước của nó và thêm động cơ bổ sung. Siêu phẩm này được tăng lên 6 động cơ so với 2 động cơ ban đầu và dự án đã được đặt tên là Hotten H-18. Theo Khám phá quân sự tìm hiểu, để đáp ứng được yêu cầu di chuyển trong phạm vi rộng mà không cần tiếp nhiên liệu cũng như gia tăng tối đa trọng tải bom lớn nhất có thể, hai anh em kỹ sư người Đức này đã nghiên cứu rất kỹ phần động cơ cũng như hình dạng thiết kế của chiếc siêu máy bay mà họ ấp ủ. Cuối cùng, họ đã thiết kế và lựa chọn mẫu động cơ phản lực BMW K003 hoặc Junker Zumo 004 được bố trí thành hai cụm ba động cơ. Các động cơ sẽ chiếm một vị trí trong thân, được hút qua 6 cửa sổ ở mép trước và xả qua mép sau của thân máy bay, tạo ra một đường viền tổng thể mượt mà cho hình dạng của máy bay. Các số liệu ước tính về hiệu suất của nó bao gồm tốc độ tối đa là 820 km/h với phạm vi khoảng 11.000 km và tốc độ khi hạ cánh là 136 km/h. Tuy nhiên, nó cũng được thiết kế để không bao giờ vượt quá giới hạn tốc độ 900 km/h. Có thể bạn chưa biết thì đây là tốc độ gấp đôi tốc độ mà một chiếc máy bay của quân đồng minh có thể đạt được vào thời điểm đó. Công nghệ của người Đức quả thực rất đáng ngưỡng mộ. Chiếc máy bay này sở hữu chiều dài 19m, sải cánh lên 40m và chiều cao 5,8m, kết hợp cùng thiết kế vô cùng mới lạ nhằm tối ưu tốc độ và tải trọng, khiến không quân quốc xã trở nên tự tin hơn bao giờ hết. Hình dáng phía trên của máy bay là một hình tam giác hơi dẹt cùng diện tích cánh 150m2. Nó kết hợp với buồng lái được đặt ở đỉnh chứa, phi hành đoàn 3 người dưới một cụm vòm kiểu nhà kính, cung cấp tầm nhìn tối đa cho các phi công. Cánh bay có một số ưu điểm so với các loại oanh tạc cơ trước đây. Với toàn bộ diện tích bề mặt dành riêng để tạo lực nâng, máy bay có thể tiết kiệm nhiên liệu hơn 20-30% và có tầm bay lớn hơn. Ngoài ra, do tiết diện nhỏ nên cánh máy bay cũng sẽ có cấu hình radar nhỏ hơn, khiến nó trở thành máy bay ném bom tàng hình đầu tiên trên thế giới. Việc chế tạo Hotten H-18 được thiết lập bao gồm một khung thép ống với lớp da kim loại ở thân và kết hợp với gỗ hoặc keo cho cánh. Thiết kế này giúp nó có thể kiểm soát hướng bay một cách dễ dàng hơn, cũng như đạt được trọng lượng cất cánh tối đa 32.000 kg và có thể mang tới 4.000 kg bom. Vũ khí phòng thủ của nó là một tháp pháo duy nhất do một xạ thủ điều khiển. Nó được trang bị hai khẩu pháo tự động 30mm MK-108 để bảo vệ máy bay khỏi sự đánh chặn từ các máy bay bám theo. Tháp pháo được đặt ngay sau buồng lái để giữ cho phi hành đoàn có thể tác chiến hiệu quả cùng nhau và cải thiện thông tin liên lạc giữa các thành viên. Bên cạnh đó là các hệ thống phòng thủ bổ sung thông qua một tháp pháo tương tự được gắn ngay bên dưới phần nắp lưng. Được trang bị cùng một loại vũ khí và nhằm vào mục đích bảo vệ mặt dưới dễ bị tổn thương của máy bay. Phần gầm có thể phản lực để cấu tạo và vận hành đơn giản khi hạ cánh bằng hệ thống trượt. Ngoài ra, sự kết hợp giữa tốc độ và giảm tiết diện radar sẽ khiến máy bay ném bom Hotten H-18 rất khó bị đánh chặn. Trong cùng khoảng thời gian phát triển mẫu máy bay này, quốc trưởng Hitler và đế chế của ông ta bắt đầu bị vây hãm. Đặc biệt là trận đổ bộ và Normandy đã diễn ra theo đúng kế hoạch vào ngày 6 tháng 6 năm 1944 và Paris được giải phóng vào cuối mùa hè năm ấy. Tại mặt trận phía đông, Hồng quân Liên Xô đã chiếm Bucharest và đang nhanh chóng tiếp cận biên giới Đức.
Bất chấp những thất bại đó, chính quyền phát xít vẫn cố gắng đẩy nhanh kế hoạch, gieo rắc nỗi kinh hoàng vào thẳng nước Mỹ và đánh trúng vào con tim, khối óc của người dân nước này. Khi ấy, đã xuất hiện những làn sóng phẫn nộ tại châu Âu nhằm vào Mỹ, bởi nước này cách xa lục địa già, gần như không bị ảnh hưởng từ chiến tranh. Vì sao người Mỹ có thể an toàn ngồi yên trong nhà, trong khi người dân châu Âu và thế giới đang phải khốn đốn vì chiến tranh? Để thực hiện mục tiêu, không quân Đức lập ra kế hoạch bằng cách sử dụng chiếc máy bay H-18 để đi tới New York, một trong những thành phố biểu tượng của Hoa Kỳ. Tận dụng tầm hoạt động cũng như khối lượng bom khổng lồ mà nó có thể mang để ném xuống thành phố này rồi nhanh chóng bay trở về. Giả sử nếu kế hoạch này được thực hiện thành công, đây không chỉ là thảm họa với không chỉ riêng người dân New York, mà đó còn là nỗi ám ảnh của toàn người dân Mỹ. Với khối lượng bom khoảng 4.000 kg, chiếc siêu máy bay này hoàn toàn có thể xóa sổ gần như toàn bộ thành phố. Nó không chỉ gây thiệt hại về nhân mạng và kinh tế, mà còn là cú sốc tinh thần cũng như ảnh hưởng về chính trị là vô cùng nghiêm trọng. Nếu Đức Quốc xã hoàn thành việc phát triển vũ khí hạt nhân của riêng mình để kết hợp mang theo chiến công anh tặc cơ họ tên H-18, thì thậm chí một hoặc hai máy bay ném bom có thể gây ra thiệt hại ngay tận thế, không chỉ cho New York mà còn rất nhiều các thành phố bờ đông. May mắn thay cho thế giới, họ đã không thể tập trung đầu tư cho các chương trình vũ khí hạt nhân, cũng như thiếu hụt nghiêm trọng các nhà vật lý có trình độ do chính sách phân biệt chủng tộc và chính trị hóa học thuật. Điều này kết hợp với việc quân đồng minh phá hoại thành công các cơ sở cấp nước nặng ở Na Uy, khiến cho Đức Quốc xã đã phải từ bỏ tham vọng vũ khí hạt nhân quá đắt đỏ vào năm 1942. Cũng vì vậy mà kế hoạch ném bom New York của quốc trưởng bằng mẫu Houghton H-18 gần như không có cơ hội nào để thực hiện. Tham vọng thì lớn, nhưng nhiều lý do khách quan không cho phép Hitler thực hiện được ước mơ táo bạo của mình. Công nghệ đó, việc di chuyển bí mật qua Đại Tây Dương cũng dần trở nên bất khả thi, vì các căn cứ không quân cũng như cảng biển của Đại Tây Dương gần như đã bị quân đội Mỹ và đồng minh kiểm soát. Mặc kệ những thách thức gần như bất khả thi đó, đầu năm 1945, cận kề sự sụp đổ của Đệ Tam Đế Chế, không quân Đức Quốc xã vẫn cố gắng cho ra đời hai biến thể của Houghton H-18 là Houghton H-18A và Houghton H-18B. Mẫu A của Houghton H-18 là một thân cánh dài và mịn. 6 động cơ tua bin phản lực của nó được chôn sâu trong cánh. Họ là những người muốn thêm một cái vây bánh lái duy nhất, cũng như đề xuất các khoang dưới cánh để làm nơi chứa động cơ và thiết bị hạ cánh. Các kỹ sư này đồng ý rằng thiết kế của Houghton có thể được hưởng lợi từ một vây đuôi dọc chuyên dụng, truyền thống hơn được trang bị ở phần sau của thân máy bay. Chiếc Houghton H-18B cũng được dục dịch nghiên cứu 30mm MK-108 dưới buồng lái để làm hài lòng bất cứ cơ quan chức năng hay một lãnh đạo nào của quân đội. Các ước tính về hiệu suất bao gồm tốc độ tối đa là xấp xỉ 900 km/h so với 800 km/h của mẫu A, và phạm vi hoạt động lên tới 12.000 km khi bay ở độ cao 15.000m. Mặc dù rất hứa hẹn, nhưng chiến tranh kết thúc ở châu Âu vào tháng 5 năm 1945 đã chấm dứt mọi công việc nghiên cứu và chế tạo trên mô hình Houghton H-18B. Với những kiến thức đã tìm hiểu ở trên, có thể nói mẫu máy bay Houghton H-18 không chỉ sở hữu tốc độ cũng như tầm hoạt động đáng kinh ngạc, mà nó còn là một trong số ít những máy bay tại thời điểm đó có thể thực hiện ý tưởng điên rồ, đó là bay từ Berlin tới New York. Tuy rằng kế hoạch này đã mãi mãi không bao giờ được thực hiện, nhưng nó không chỉ cho chúng ta nhìn thấu dã tâm đầy mưu mô của Hitler, mà còn cho cả thế giới thấy được sức mạnh công nghệ vượt thời gian của người Đức. Nó là biểu tượng của khoa học công nghệ mà đến cả sau khi chiến tranh kết thúc, chính người Mỹ cũng đã sử dụng và nghiên cứu con quái vật bay này để phát triển các mẫu máy bay thế hệ mới của mình như B-2 Spirit. Việc Berlin lên kế hoạch chế tạo máy bay ném bom phản lực liên lục địa tinh vi, ngay cả khi hàng loạt xe tăng đồng minh đang tiến sâu vào đất nước Đức, cho thấy chủ nghĩa quốc xã không chỉ là một hệ tư tưởng cực đoan, mà còn tạo ra một khả năng tự huyễn hoặc bản thân đáng nể. Tuy vậy, với cá nhân khám phá quân sự, Đức Quốc xã đã góp phần không nhỏ vào việc nghiên cứu và phát triển, nâng tầm những vũ khí chiến tranh ngày càng trở nên hiện đại. Các bạn thấy sao về câu chuyện ngày hôm nay? Hãy để lại suy nghĩ và cảm nhận của các bạn xuống phần bình luận video. Đừng quên gợi mở những chủ đề tiếp theo mà các bạn muốn khám phá quân sự phân tích nhé. Hàng ngày, kênh sẽ công chiếu 2 video vào lúc 11 giờ và 19 giờ. Các bạn nhớ dành thời gian để theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho Khám phá quân sự. Nếu thấy hay, hãy tặng cho Khám phá quân sự một like.
đăng ký kênh và đừng quên bật chuông thông báo. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.